thấy bây giờ là mấy giờ không? Tôi thức dậy hồi lúc 3 giờ sáng. Quay qua cái kênh YouTube của mình để tôi trả lời bình luận. Mỗi ngày có khoảng 10.000 cái bình luận như vậy từ khắp thế giới. Ở Việt Nam có YouTuber nào nổi tiếng thật sự thế giới như Tiôn không? Không có. Đốt đuốc đi khắp Việt Nam này không có ai nổi tiếng toàn cầu như Tiôn. Tôi mang tâm từ bi của một vị Phật trải khắp thế gian này, mọi ngóc ngách của thế giới, hơn 150 quốc gia, bằng những cái việc làm của Tiôn làm trong suốt thời gian qua. Có những video đạt đến tỷ view nhưng mà tôi phải xóa đi để bảo vệ động vật hoang dã, bởi vì nó thể hiện cái thứ gọi là chiêu cảm người khác bắt chước theo nhưng mà không có làm theo để giải cứu động vật mà là để gây hại cho động vật. Cảm thấy rất buồn là những bạn YouTuber Việt Nam là những bạn não nó bị có vấn đề, nên sẵn sàng đi lên trên YouTube làm những cái video clip câu view, giết hại động vật hoang dã, hoặc là khoe của, khoe giàu, khoe mua đồ đẹp, đồ hiệu, đồ này, đồ kia. Các bạn sống một cái cuộc đời mà tận hưởng hết mình, nhưng mà lại quên đi cái sứ mệnh, cái vai trò của mình sinh ra đời để làm gì. Tôi nói như vậy tôi chả sợ gì mấy bạn. Tôi là thầy của các bạn, là người có thể nín thở hơn 5 phút, là người đã bơi qua các đại dương không còn sợ hãi, đi trong bóng tối như một ánh sáng tỏa ra chiêu cảm xua tan đi màn đêm của cõi vô minh. Những gì nói ra là chân thật, người nghe được, thấu hiểu được là người có trí tuệ. Đôi khi tôi cũng phải dối một chút. Nói dối là để làm cái gì? Để tạo một cái niềm tin, để biến cái điều tiêu cực thành tích cực, để tránh đi cái sự phiền não, sự quấy rối của người khác. Đôi khi tôi cũng phải tỏ vẻ một chút để cho người ta đừng có chà đạp mình quá đi. Các bạn hiểu không? Đó, trả lời bình luận như vậy. YouTuber Việt Nam nào nổi tiếng thật sự không? Cái sự nổi tiếng của YouTuber Việt Nam, mình nói thật cho các bạn biết nha. Mướn một cái hosting không có bao nhiêu tiền đâu, có 1 triệu một năm thôi. Dùng cái hosting đó để chạy view cho các video, giống như là nó chạy website gì đó ha. Một tháng kiếm được mấy trăm ngàn người, 1 triệu người xem từ việc chạy hosting đó rất là đơn giản. Tôi quản lý mấy trăm cái hosting từ công ty Mắt Bảo, tôi làm đại lý
với họ từ năm 2010. Nếu mà tập trung làm ăn, làm về công nghệ thông tin thì hôm nay thật sự không có ai qua được Tiêu nữa, cái đất nước này về công nghệ thông tin. Nhưng làm giàu không phải là mục đích của Tiêu, nên dùng tất cả cái tiền kiếm được, cái sự đi đầu trong công nghệ đó chia sẻ và để cho người ta bắt chước và người ta thành công, bởi vì người ta còn vướng bận gia đình con cái. Còn thương có vướng bận gì không? Có một nợ nần từ việc giải cứu động vật quá mức để mắc nợ. Là hiện tại. Bởi vì sao mình tập trung vô làm cái này thì mình bỏ bê cái kia. Nhưng các bạn thấy đó, tôi mới thật sự là người nổi tiếng thật sự ở Việt Nam. Còn các bạn nổi tiếng bằng cái sự hư danh ảo, các bạn tự làm cho mình nổi tiếng. Các bạn mua bình luận viên để nói tốt về mình. Trời, bỏ tiền ra mua thì có khoảng 10 hay 20 người. Đã thôi là nó sẽ phát triển cái kênh của bạn lên khủng khiếp đến mức độ nào. Khi một người vô nói xấu bạn, các bình luận viên của bạn nhảy vô nói tốt với bạn, dập lại cái người đó, làm cho những cái người khác nhìn như thấy, tưởng bạn là đúng. Đúng không? Nhưng cái việc bạn làm á, có trời biết, đất biết. Bạn làm hại thiên nhiên, động vật. Bạn tàn phá rừng. Bạn đô thị hóa. Bạn chặt phá cây cối để biến nó thành cái vùng đất chết để phục vụ cho một cái việc kinh doanh, một cái shrimp farm, một cái đùng tôm hay đùng cá gì đó mà phải chặt phá cây rừng. Những cái nghiệp quả báo nó thể hiện lên đời con cháu của bạn là những người bị nghiệp chung và chiêu cảm theo cái nghiệp của bạn, cùng cái tần số nghiệp chướng với nhau thì nó sẽ cộng hưởng với nhau, đến để nó báo bạn chứ không phải để giúp đỡ gì bạn, hiểu không? Tôi trả lời bình luận như vậy. Hiện tại thì tôi biết đến vườn quốc gia Cát Tiên là cũng được 8 năm, và làm giải cứu động vật gửi về đó rất là nhiều. Có những con không gửi về được thì nhờ bạn bè gửi. Bạn bè gửi xong rồi bạn bè nói này là giải cứu động vật bắt được từ săn trộm. Chỉ có phải bạn bè ấy nói Tiun là săn trộm không? Chính cái sự hiểu lầm, chính cái sự thích chứng tỏ của những người mà được Tiun nhờ vả giúp đỡ giải cứu động vật, họ còn biến Tiun thành những kẻ hại động vật được nữa mà. Thì hỏi những cái bạn mà đang xem YouTube Tiun nghĩ như thế nào về Tiun? Cái đó trời biết đất biết. Tôi không biết là tôi đã tốn rất nhiều tiền và tốn tất cả tiền của mình để giải cứu động vật trong nhiều năm qua. Nổi tiếng thế giới thật sự bởi vì sao? Ảnh hưởng đến toàn cầu về việc biến rái cá làm thú cưng, trong khi tôi giải cứu và bảo tồn nó và sống ngoài thiên nhiên với nó và chăm sóc nó và gặp gỡ nó ngoài tự nhiên và cho nó ăn, nó yêu thương, nó về nhà với Tiun. Nó đến Tiun để xin ăn, còn ở trong rừng nó chưa chắc nó có được đồ ăn ngon như vậy. Cái cuộc sống của tôi nó chân thật như vậy. Tôi có mua rái cá từ những người săn trộm, tôi có dùng rái cá đó gửi về vườn quốc gia để bảo tồn, tôi có dùng rái cá đó để thả ra tự nhiên. Tôi cũng đã từng nuôi rái cá đó làm thú cưng. Nói chung là tất cả kinh nghiệm ấy
nên tôi có được sự nổi tiếng toàn cầu. Còn những bạn chơi YouTube, bạn lên mạng cứ nói xạo xạo, khoe, rồi giết hại con này con kia. Các bạn không có tài năng để bắt con đó, nhưng các bạn làm một cái video, các bạn đi săn được tôm hùm bự, bắt con bự bự. Các bạn đi ra chợ, các bạn mua về, các bạn nói mình bắt làm ba cái video như vậy, rồi lừa gạt mọi người cứ tưởng là như thật. Rồi các bạn đi vô trong rừng, các bạn giết con động vật hoang dã để ăn thịt, rồi đăng lên trên mạng nữa. Những hành động sai trái của các bạn tôi biết hết, và tôi biết rõ người đó là ai. Những người bị tôi nói đều cuối cùng đều bị nhân quả, bị quả báo á, bị phá kênh YouTube á, bị chính quyền xóa kênh á, nhiều lắm. Nếu có tài năng thật sự thì mình hãy làm, còn không á thì mình đừng có làm. Mình lo kiếm một cái việc nào đó ổn định mà mình làm, chứ mình sống kiếm được tiền mà mình phải lừa dối người ta và mình phải làm hại chúng sanh á, không có phước. Nó chỉ có nghiệp, và có con cái đi nữa thì nó cũng chỉ là nghiệp chướng của mình sinh ra để báo mình, hiểu không? Ôi giời đất ơi, đó, đốt đuốc đi khắp Việt Nam này, tìm được YouTuber nào mà bạn bè khắp thế giới ủng hộ như thằng Tây Un này đi mọi người. Hãy kiếm đi, hãy tìm kiếm đi mọi người, ráng mà kiếm nha mọi người. Giờ tôi đang giới thiệu về kênh YouTube Vườn Quốc gia Cát Tiên cho bạn bè trên thế giới ủng hộ. Đang giới thiệu Vườn Quốc gia Cát Tiên thì có kênh YouTube tên là Cát Tiên Wildlife, nghĩa là động vật hoang dã Cát Tiên. Lên trên đó các bạn sẽ được xem cảnh các anh chị làm trong vườn quốc gia giải cứu động vật hoang dã thật sự, tái thả về rừng. Tiêu Anh đang làm cái công việc này cũng để ủng hộ phát triển rừng quốc gia và bảo tồn được nhiều thú hơn. Hiện tại thú ở đó thì cũng đang bị mất môi trường sống do đô thị hóa mọc lên ven rừng khá là nhiều rồi. Rừng thì cũng cần kinh phí để nuôi các loài vật hoang dã, nên các bạn có coi YouTube, chơi YouTube, ủng hộ cái kênh Cát Tiên Wildlife, nó là chân thật về cuộc sống giải cứu động vật hoang dã của rất nhiều người, của cả Tiêu nữa. Còn các bạn á cứ ủng hộ mấy YouTuber làm hại động vật này kia, chịu view gì kia, đúng không? Chỉ làm cho họ tiếp tục làm hại thú hơn nữa, tàn phá thiên nhiên hơn nữa, không có gì hay. Tất cả đó chỉ là cái trò lừa để kiếm tiền từ YouTube. Còn những người làm YouTube chân chính như Tio này nè, mới nổi tiếng thế giới, hiểu chưa? Có bạn nào ghi tên Tio Titan chưa mấy bạn? Còn mấy bạn mà có đạo Phật á đi thì lên kênh YouTube chùa Đức Viên á, đi chùa online nghe mấy sư giảng, coi mấy cái khóa hè của mấy sư, mấy bạn ở bên Mỹ á, đó đi sinh hoạt hè này kia, mình học những cái chân lý, cái gì tốt đẹp cho cuộc đời tương lai của mình,
chứ mình đi bắt một cái bắt chước một cái YouTuber nào đó nó cũng đang nghèo đói khổ như mình, nó phải đi bắt hại con này con kia, nó ăn thịt, nó làm clip câu view, bắt chước nó làm cái gì là vi phạm pháp luật, là gây hại cho môi trường. Con người phải sống sao mà hướng đến hòa hợp với thiên nhiên và động vật. Tiêu không bắt nhốt con gì, tự thú hoang dã nó yêu thương tôi, nó đến với tôi và tôi còn mua nó để giải cứu thôi mà. Đó. Sắp tới thì tôi sẽ ở vườn quốc gia Cát Tiên nhiều hơn. Vào thứ hai và thứ ba hàng tuần. Để làm những cái video chia sẻ về rừng quốc gia cho cả thế giới biết nha mọi người. Thì mọi người sẽ có thể xem những video chân thật hơn về thiên nhiên hoang dã. Còn mọi người coi những kênh YouTube như Sang Vlog hay là cái gì đó, toàn là làm clip câu view giả không à, không có gì là thật. Bắt thú bắt đồ á, là mua về nấu ăn chứ không phải là bắt trong tự nhiên. Và bắt trong tự nhiên thật sự của anh Sang Vlog hiện tại là anh bắt động vật hoang dã, anh bị công an xã bắt về xử lý rồi, hứa là không có làm vậy nữa mà vẫn tiếp tục làm bá clip câu view khác à, không bắt con này con kia làm thịt. Bởi vì các bạn đang ủng hộ anh ấy làm chuyện ác nên anh ấy dùng cái đó, chỉ có thể dùng cái hành động là bắt giết con này con kia, nấu nướng chiên xào cho mấy bạn coi, chứ anh cũng không thể làm gì hơn bởi vì các bạn đang ủng hộ việc làm đó. Các bạn mà muốn đất nước mình tốt đẹp hơn, cuộc sống của mình nó nhàn hạ hơn, thoải mái hơn, thì các bạn phải coi clip của Tiun, chàng tiên cá ngoài đời thực. Các bạn yêu thương động vật thật sự thì coi clip của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Các bạn hướng đến tâm thiện lành để thay đổi một cái vận kiếp trong đời này của mình, đời sau nữa, thì phải lắng nghe những bậc hiền tri thức họ dạy cho mình, như là Pháp Sư Tịnh Không, như là kênh YouTube Chùa Đức Viên đi, hay là lắng nghe lời của Sư Ông Thích Thanh Từ, Thích Nhật Quang. Có nhiều bậc hiền tri thức lắm mà sao các bạn không lắng nghe, cứ nghe mấy lời của YouTuber làm clip gây hại cho thiên nhiên động vật. Bạn thấy họ đạt được kênh YouTube là triệu sub này kia, bạn ngưỡng mộ, nhưng mà bạn có biết là họ đang mua sub không? Biết là họ đang mua view không? Biết là họ đang chạy bình luận viên để nói tốt về mình không? Mua hosting để đẩy view của mình lên, clip nào cũng triệu sub không? TikTok làm nổi tiếng được còn cũng dễ hơn YouTube nữa, nó còn lỏng lẻo hơn, nó tạo ra cái sự nổi tiếng ảo, cái hư danh. Và ai cũng đu theo cái đó, cứ làm bậy làm bạ để được nổi tiếng. Nhưng những người có trí tuệ giống như Tiun, ta coi người ta đâu tin, nhất là công an coi vô biết sao không. Ráng trả lời bình luận xong rồi hồi đi dạy bơi tiên cá lúc 8 giờ, giờ là 7, 4 giờ 50 mấy. Hôm nay chia sẻ như vậy để mọi người biết là cũng muốn nói chuyện với bạn bè, với các bạn fan đang ủng hộ ở Việt Nam. Thấy các bạn lấy clip, ba cái clip tôi xóa rồi. Các bạn chia sẻ tùm lum kênh, các bạn tạo ra kênh ông tiên cá, bà tiên cá, rồi ác nhân ngư, rồi mỹ nhân ngư. Trời ơi, cái gì mà quá trời quá đất luôn à. Các bạn tạo ra tiêu nhiều quá. Các bạn chia sẻ những điều tốt lành của tiêu, cũng cảm ơn các bạn nha. Mà các bạn thấy chia sẻ mấy clip của tiêu thấy view nhiều quá không? Thấy kênh nó lên sub đồ lẹ quá ha. Bán có tiền á,
chắc làm ăn cũng được ha. Kênh 1.000 sub thôi là được bán được 2-3 triệu rồi, lụm ba cái clip tôi chia sẻ thôi là có tiền. Tại mấy trò tôi làm được đâu ai làm nổi. Suy nghĩ kỹ đi, thấy toàn ở cái đất nước Việt Nam này có ai làm được những cái việc như tôi không? Bạn suy kỹ, nghĩ kỹ đi, coi lại mấy cái clip của tôi thì có ai bắt chước được như tôi không? Các bạn bắt chước học hỏi Tiun để làm việc xấu thì tôi công nhận các bạn làm rất là thành công. Tôi cứu con vật này, các bạn làm qua cái kênh bạn là ăn con vật đó. Tôi nuôi con vật đó tái thả nó về tự nhiên thì các bạn nuôi nó làm thú cưng để làm clip câu view này kia. Ngưỡng mộ mấy bạn ở chỗ đó. Cả thế giới đang bắt chước Tiun mà các bạn, chứ đâu phải là chỉ Việt Nam này đâu. Bắt chước tôi nuôi ráy cá làm thú cưng, còn tôi nuôi ráy cá là để bảo vệ bảo tồn và thả về tự nhiên. Nó ngược đời vậy đó mà nó lại nổi tiếng hơn mình mới ghê chứ. Đạo cao một gang, ma cao một trượng, nói thật không sai chút nào ha mọi người. Lời hết cái đám bình luận này thì cũng là dứt luôn cái câu chuyện tôi nói và chia sẻ với các bạn. Cái đề tài hôm nay là mình sẽ hướng đến vườn quốc gia Cát Tiên. Cát Tiên Wildlife ủng hộ vườn quốc gia Cát Tiên, nhiều thú vật ở đó đang đói khát cần được cho ăn, cần được giúp đỡ, cần được bảo vệ này kia. Nếu các bạn không ủng hộ vườn quốc gia thì thú của mình chết, còn bạn ủng hộ kênh YouTuber gì đó đó 3.xx gì đó là nó cứ phá, nó cứ ăn, nó cứ hại riết luôn, nó không còn cái gì luôn. Nó tìm những cái nơi đẹp đẽ trong thiên nhiên để nó đến, nó giết hại động vật, nó ăn thịt con này con kia, nó mua gà mua đồ về nó nướng, nó xào, nó nấu, rồi nó nói nó bắt được trong tự nhiên. Ghê không? Ảo ma Canada. Mua tôm về xong rồi nó làm cảnh nó bắt tôm. Mua tôm hùm nữa chứ. Nó hài vậy đó. Biết con tôm hùm to thật to nó nằm ở đâu không bạn? Nó nằm ở dưới đáy biển sâu hàng 30, 50 mét. Bơi lên kênh sang vlog coi rồi mà bắt mấy con tôm tỉnh queo, mấy con tôm bự chà bá luôn. Hài thiệt chứ. Thường tôi biết đến những YouTuber khác không phải là tôi nhiều chuyện hay gì, mà là do công an, chính quyền hay là gì đó nói cho tôi biết này nó gây hại, nó bị này bị kia nè mới lên coi mới biết, chứ bình thường đâu biết đâu, đâu để ý chuyện người ta đâu. Nhưng mà liên quan đến việc hãm hại động vật là tôi ứa ghen. Tôi phải nói cho các bạn biết, đừng có bắt chước những cái đó, nó tạo nghiệp chướng lên đời con cháu của mình. Ai cũng muốn đẻ con của mình ra xinh đẹp đúng không? Giỏi giang đúng không? Trí tuệ khỏe mạnh đúng không? Mà làm hại thiên nhiên động vật thì làm sao mà có thể đẻ con ra được tốt đẹp như vậy? Đâu có chư thiên nào mà muốn đến một cái gia đình mà cha mẹ quá là nhiều nghiệp chướng.